Con gái phú hộ Anatha Pindika. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, trong kinh thành Savatthi có hai người được Đức Phật tán dương về hạnh nguyện làm phước bố thí cúng dường xuất sắc nhất trong giáo pháp của Ngài. Một người đó chính là nam thí chủ cúng dường ngôi chùa Jetavana, phú hộ Anatha Pindika, và một người khác đó chính là nữ thí chủ cúng dường ngôi chùa Puparama, bà Visakha. Cả hai người ấy biết được điều mong muốn cũng như sở thích của những vị tỳ khưu lẫn những vị sa di. Ông phú hộ Anatha Pindika và nữ thí chủ Visakha rất gần gũi với Đức Phật. Họ cũng rất đổi thân thiết với tất cả chư tăng, từ trưởng lão Sariputta, trưởng lão Moggallana, vân vân, cho đến các vị sa di nhỏ tuổi nhất. Có chuyện gì muốn thưa trình đều có thể thưa trình một cách rất thoải mái, cởi mở. Trong nhà của ông phú hộ Anatha Pindika và nữ thí chủ Visakha, hàng ngày có khoảng 2.000 vị sa di và tỳ khưu tăng đến dùng cơm trưa, độ ngọ ở đó. Ông phú hộ Anatha Pindika và nữ thí chủ Visakha hàng ngày thường đến thăm viếng, diện kiến Đức Phật, cũng như nghe pháp từ Ngài ít nhất là một lần trong một ngày. Ngoài ra, cả hai người họ cũng đến thăm viếng, đảnh lễ từ trưởng lão Sariputta, trưởng lão Moggallana, vân vân, cho đến các vị tỳ khưu, sa di đang lưu trú trong ngôi chùa mình cúng dường. Họ cũng thỉnh cầu được dâng bốn thứ vật dụng cần thiết nếu có vị nào cần. Họ không khi nào đến chùa với hai bàn tay không, mà không đem theo một vật gì để cúng dường đến Đức Phật và chư tỳ khưu sa di. Họ luôn luôn mang theo không thứ này thì thứ khác để cúng dường. Thậm chí ngay đến cuối cùng, nếu khi không thể có một thứ gì đi nữa, thì họ cũng đem theo một nắm cát mịn đến rải chung quanh biệt thất Gandakuti của Đức Phật ngự. Cả phú hộ Anatha Pindika và nữ thí chủ Visakha đều đã là những bậc thánh nhập lưu. Vì vậy, trong những công việc bố thí, giữ giới, hành thiền, họ có thể nhìn với đôi mắt trí tuệ sự thật chân lý của thánh nhân. Khi nhìn với đôi mắt trí tuệ sự thật chân lý của thánh nhân, thì chỉ có làm sao đưa đến đoạn diệt thân thể, tổng hợp, năm nhóm khanda này mới là sự hạnh phúc, an lạc, đúng đắn chân chánh. Sự bố thí, sự giữ giới, sự hành thiền vì mong muốn có được đầy đủ trong đời sống, đầy đủ trong của cải vật chất đối với kiếp người, kiếp trời và kiếp phạm thiên, v.v. Đó chỉ là cách làm của những hạng phàm nhân si mê mà thôi. Theo như cách làm của hạng phàm nhân si mê, thì họ thực hành, làm việc không phải vì sự đoạn diệt thân thể tổng hợp năm nhóm khanda, mà chỉ thực hành làm việc vì sự phát triển thân thể tổng hợp năm nhóm khanda thôi vậy. Thật ra, thân thể tổng hợp năm nhóm khanda này chỉ là nơi tổng hợp của tất cả khổ đau mà thôi. Do đó, tất cả những sự cố gắng cho có được kiếp con người, vật chất cõi người, kiếp thiên chúng, vật chất cõi trời, kiếp phạm thiên, vật chất cõi phạm thiên, không phải là sự tìm kiếm nơi hạnh phúc an lạc đúng đắn chân thật. Đó chỉ là sự tìm kiếm đưa đến nơi khổ đau bất hạnh thôi vậy. Lại nữa, đó là cách thực hành theo phương pháp thực hành của ngoại đạo, của các tôn giáo khác, trong khi lại đang sống trong Phật giáo. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thấy biết theo cách này. Chỉ có những người tự chính mình sau khi được nghe pháp về sự thật chân lý của Bậc Thánh, rồi cũng tự chính mình biết cách tác ý hướng tâm đến sự thật chân lý của Bậc Thánh nữa, mới có thể thấy biết rõ được điều này. Vì vậy cho nên, cùng thời kỳ ấy, những người muốn thực hành, làm việc bố thí cúng dường, giữ giới, hành thiền, họ đều tìm đến ông phú hộ Anatha Pindika và nữ thí chủ Visakha, mời gọi hai người ấy đến quán xuyến, chỉ bảo, từ cách thức sắp xếp chỗ ngồi của tăng chúng cho đến mọi việc lớn nhỏ
trong một buổi trai tăng cúng dường. Những người ấy thành tâm tha thiết, xin phép được mời hai người họ đến, chỉ bảo cách thức bố thí cúng dường, thọ trì giới hạnh, thực tập hành thiền làm sao cho hợp với trí tuệ, thuận theo sự thật chân lý của bậc thánh, mà những bậc thánh nhân đã thực hành theo sự thật chân lý ấy. Ông phú hộ Anathapindika và nữ thí chủ Visakha, vì là những người đã tự chính mình chứng đạt được Niết Bàn, nên theo đó tâm họ rất hoan hỷ, phấn khởi trong công việc, trong phần sự giúp đỡ, hướng dẫn những người khác thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi vậy. Do đó cả hai người họ luôn luôn sẵn sàng nhận lời giúp đỡ, hỗ trợ những người làm việc thiện đến mời gọi ấy, với tâm rất hoan hỷ, phấn khởi của họ. Thật ra, trong phần sự làm công việc thiện, tốt, có hai loại phương pháp thực hành. Một loại phương pháp thực hành sai lệch, gọi là Mitra Patipada, và một loại thuộc phương pháp thực hành đúng đắn, chân chánh, gọi là Sammapatipada. Trong hai loại thực hành ấy, đối với những người làm việc phước thiện, để có thể làm đúng đắn theo sự thực hành chân chánh, ông phú hộ Anathapindika và nữ thí chủ Visakha là những người luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ trong việc ấy. Vì vậy mà những người thí chủ làm phước cúng dường cũng thường mời gọi hai người họ đến tham dự. Phước thiện là công việc một khi biết cách thức làm thì mới cho ra được quả báo xứng đáng lớn lao tốt đẹp được. Trong việc làm phước thiện, sự thực hành sai lệch Mitra Patipada, nghĩa là thực hành làm phước thiện vì muốn có được tiếng tâm, mong muốn tham đắm trong sự hạnh phúc, an lạc vật chất cõi người, cõi trời và cõi phạm thiên mà làm việc phước thiện vậy. Các bậc thiện trí cao thượng như Đức Phật, vân vân, không ai tán dương, ca tụng việc thực hành làm điều phước thiện thuộc dạng giống như vậy cả. Chỉ khi sự làm việc phước thiện hướng đến giải thoát khỏi những kiếp sống, theo trách nhiệm và cuộc đời làm người, không phải vì muốn có được tiếng tâm hay muốn có được hạnh phúc, an lạc vật chất cõi người, cõi trời và cõi phàm thiên, thì đó gọi là sự thực hành chân chánh, đúng đắn, Sammapatipada vậy. Nói chung, điều thực hành sai lệch đó chính là làm vì tham muốn, làm chủ sở hữu những điều tốt đẹp cho riêng mình, có tham lam, lupa, làm căn cứ địa trọng yếu. Trong khi điều thực hành chân chánh, đó chính là từ bỏ, hy sinh sự sở hữu của mình để làm điều tốt đẹp, an lạc hạnh phúc cho thế gian, có sự diệt tham lam, alopa, làm căn cứ địa trọng yếu. Liên quan đến vấn đề thực hành, làm việc phước thiện, trong bài kinh Kukuravatika thuộc Majjhimapanasapali, Đức Phật có thuyết giảng chỉ dạy như sau. Tất cả những nghiệp mà chính chúng ta làm, tạo tác, nó sẽ thuộc một trong bốn loại sau đây. Nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp hỗn hợp đen trắng cho quả hỗn hợp đen trắng, nghiệp không phải đen trắng, không cho quả đen trắng. Trong bốn loại nghiệp ấy, nghiệp đen nghĩa là nghiệp hoàn toàn bất thiện, xấu ác, chỉ cho quả báo hoàn toàn bất thiện, khổ đau. Nghiệp trắng nghĩa là nghiệp hoàn toàn thiện lành, chỉ cho quả báo hoàn toàn thiện lành, an lạc. Nghiệp hỗn hợp đen trắng nghĩa là nghiệp hỗn hợp bất thiện và thiện lành, nghiệp ấy sẽ cho quả cũng hỗn hợp bất thiện, khổ đau và thiện lành, an lạc. Nghiệp không phải đen trắng, đó chính là những nghiệp thiền tuệ, Vipassana Kamma, và nghiệp thánh đạo, Magga Kamma. Nghiệp thiền tuệ và nghiệp thánh đạo là nghiệp có phần sự làm cho tất cả những nghiệp, dù là thiện lành hay bất thiện, tiềm ẩn bên trong tâm của ta, từ trong vô thủy sinh tử luân hồi, không còn có khả năng cho quả tái sinh trong kiếp sau, làm cho chúng trở thành nghiệp không cho quả, Ahosi Kamma, vô hiệu quả nghiệp.
chính với nghiệp này mới có thể gánh vác phận sự, làm cho giải thoát khỏi được sinh tử luân hồi, không còn phải trôi lăn trong đó nữa. Luân hồi đó chính là chuyển xoay của ba tính chất nhân, duyên, quả, gọi là tam luân, bao gồm phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Sự tiếp diễn xoay tròn của các pháp này gọi là sinh tử luân hồi. Vì vậy, không còn tái sinh trong kiếp tiếp theo thêm một lần nào nữa, gọi là quả luân chấm dứt. Để cho quả luân chấm dứt, điều cần thiết phải làm đó là chấm dứt cho được nghiệp luân. Lại nữa, để cho nghiệp luân chấm dứt, điều cần thiết phải làm đó là chấm dứt cho được phiền não luân. Trong việc làm cho chấm dứt được sự vận hành của tam luân, chấm dứt sinh tử luân hồi, ngoài việc dùng trí tuệ thiền tuệ quán xét, thấy biết rõ trực tiếp sự sinh diệt của danh sắc nơi thân thể tổng hợp năm nhóm khandha này ra, chẳng có phương pháp nào khác. Khi luôn luôn thấy biết rõ sự sinh diệt liên tục của thân thể tổng hợp năm nhóm khandha, một thời gian liên tục lâu dài sẽ phát sinh sự nhàm chán nó. Khi nhàm chán thì trí tuệ thánh đạo sẽ phát sinh đến. Tiếp theo, trí tuệ thánh quả sinh khởi lên. Sau đó nữa là trí tuệ quán xét đoạn diệt phiền não. Paccavekkhananyana phát khởi lên. Đây gọi là nghiệp không phải đen trắng vậy. Ông phú hộ Anathapindika và nữ thí chủ Visakha tùy theo cơ duyên của những thí chủ cúng dường mà chỉ bảo cho họ biết những điều như vậy để thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Các thí chủ cúng dường cũng vậy, tùy theo phước thiện mình làm mà nghe theo những chỉ dẫn của hai người họ rồi thực hành theo, cho nên mới có được quả báo xứng đáng từ phước thiện ấy. Có được quả báo xứng đáng ở đây nghĩa là làm cho tham ái trở nên vơi dần vậy. Một khi tham ái càng ngày càng vơi đi thì niết bàn mỗi ngày mỗi gần hơn. Và một khi càng gần niết bàn bao nhiêu thì càng có được sự an lạc, hạnh phúc thật sự đúng đắn hơn bấy nhiêu. Điều thuộc loại thấy biết như thế này không phải ai cũng có thể thấy biết được, mà chỉ có những hạng người sau khi đã nghe pháp về sự thật chân lý của bậc thánh, sau đó tự chính mình tác ý, hướng tâm thực hành theo sự thật chân lý của bậc thánh ấy, mới có thể thấy biết thuộc loại thấy biết này mà thôi. Những thí chủ cúng dường làm theo như sự hướng dẫn, chỉ bảo của ông phú hộ Anathapindika và nữ thí chủ Visakha đều có thể thấy biết thuộc loại thấy biết như thế này. Trong nhà của ông phú hộ Anathapindika và nữ thí chủ Visakha, mỗi gia đình hàng ngày đều cung thỉnh 2.000 vị tỳ khưu tăng luôn đến thọ trai, dùng trưa tại nhà mình. Nhưng hai người họ không thể tự mình làm bổn phận chăm lo việc hộ độ cúng dường đến tăng chúng ấy được, vì còn phải đi giúp đỡ những gia đình không biết cách hộ độ cúng dường đến tăng chúng. Do đó, hai người họ đã cắt cử những người thân rành rẽ trong việc hộ tăng, thay mặt mình chăm lo quán xuyến công việc cúng dường đến chư tăng. Trong khi bà Visakha cắt cử người cháu gái của mình thay bà, thì ông phú hộ Anathapindika lại cắt cử người con gái lớn, tiểu thư Mahasupada của mình thay ông chăm lo công việc hộ độ cúng dường đến chư tăng. Tiểu thư Mahasupada, trong khi thay mặt thân phụ Anathapindika hộ độ cúng dường, phục vụ cơm nước đến chư tăng, nên đã có cơ hội luôn được lắng nghe những bài pháp bảo. Đại tiểu thư Mahasupada đã tinh tấn thực hành, tu tập theo những gì trong các bài pháp mà mình được nghe, nên đã chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu. Sau khi chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu, theo sự sắp đặt của cha mẹ, tiểu thư đã lập gia đình với một công tử xứng đôi. Và theo phong tục tập quán thời đó, sau khi lấy chồng thì tiểu thư phải theo về bên nhà chồng. Phú hộ Anathapindika sau khi không còn đại tiểu thư Mahasupada ở trong nhà,
nên ông Phú Hộ lại cắt cử người con gái thứ hai, nhị tiểu thư Chulasupada, thay ông làm những công việc hộ độ cúng dường cơm nước đến chư tăng. Cũng như người chị cả của mình, nhị tiểu thư Chulasupada, trong khi thầy phụ thân hộ độ cúng dường chư tăng, đã nghe pháp rồi tinh tấn thực hành theo, nên cũng chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu. Sau đó, cũng theo sự sắp xếp của cha mẹ, nhị tiểu thư cũng đã lập gia đình, rồi theo về sống bên gia đình nhà chồng. Tiếp theo, ông Phú Hộ đã giao trách nhiệm cho người con gái Úc, tiểu thư Sumana Devi, thay ông làm mọi phận sự hộ độ cúng dường, phục vụ cơm nước, sắp đặt chỗ ngồi, vân vân, cho chư tỳ khưu tăng đến nhà thọ dụng vật thực hàng ngày. Tiểu thư Sumana Devi, theo sự phân công trách nhiệm của phụ thân, đã tận tâm, tận lực sắp xếp hộ độ cúng dường cơm nước vật thực đến chư tỳ khưu tăng, cũng như nỗ lực tinh tấn trong việc thực hành tu tập, tuần tự theo những phương pháp nghe được từ sự thuyết giảng của chư tăng, chứ không phải nghe pháp chỉ để nghe qua mà thôi. Do đó, không bao lâu sau, tiểu thư Sumana Devi đã chứng đạt thành bậc thánh Nhất Lai, bậc thánh thứ hai trong bốn bậc thánh của Phật giáo. Tiểu thư Sumana Devi biết rõ mình đã là bậc thánh Nhất Lai, trong khi phụ thân mới chỉ là bậc thánh nhập lưu, bậc thánh thứ nhất mà thôi. Cho nên cô rất mong muốn làm sao khiến phụ thân của mình được nghe pháp và tiếp tục thực hành để có thể chứng đạt đến bậc thánh A-ra-hán cao thượng. Tuy nhiên, cô lại nghĩ rằng với địa vị người con gái Úc như mình thì nói một lời nào đó để động viên, khuyến khích đến phụ thân của mình là điều không thích hợp. Phụ thân ta là người có sở thích rất lớn trong việc bố thí cúng dường, giúp đỡ người khác làm việc thiện, trong khi lại không có tâm hướng đến việc phải làm sao để chứng đạt các thánh quả bậc cao. Thật vậy, tuy ông Phú Hộ thường đến ngôi chùa Jetavana thân cận Đức Phật, nhưng Ngài cũng chỉ thuyết giảng về bố thí cúng dường, thuận theo sở thích bố thí cúng dường của ông Phú Hộ mà thôi. Trưởng lão Sariputta cũng vậy, cũng chỉ thuyết giảng về vấn đề bố thí cúng dường đến cho ông Phú Hộ. Ông Phú Hộ Anathapindika tuy có cơ hội được tiếp xúc gần gũi, thân cận trực tiếp với Đức Phật, trưởng lão Sariputta, v.v. trong suốt 24 năm, nhưng không một lần thỉnh cầu Đức Phật hoặc trưởng lão Sariputta thuyết giảng về pháp có thể chứng đắc đến bậc thánh A-ra-hán. Tiểu thư Sumana Devi chỉ còn biết cách luôn chờ đợi những cơ hội có tính chất gợi ý, bóng gió để thức tỉnh, khiến cho phụ thân mình hướng tâm đến sự nỗ lực tinh tấn trong việc chứng đạt các thánh quả bậc cao mà thôi vậy. Cô cũng luôn hoan hỷ với sự sốt sắng đích thân giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo những thí chủ cúng dường khác trong việc thực hành thiện pháp của phụ thân mình. Ngoài ra, cô cũng càng hoan hỷ hơn khi thấy phụ thân mình hàng ngày đều đến ngôi chùa Jetavana, vì cô hy vọng và mong muốn rằng phụ thân có thể được nghe pháp từ Đức Phật hoặc từ trưởng lão Sariputta để có thể khiến cho phụ thân tinh tấn thực hành theo và chứng đạt đến bậc thánh A-ra-hán. Sức khỏe của tiểu thư Sumana Devi ngày càng trở nên không tốt. Tuy sức khỏe không được tốt, nhưng cô vẫn không bỏ bê, trễ nải trách nhiệm hằng ngày chăm lo quán xuyến, hộ độ cúng dường cơm nước, vật thực đến tăng chúng. Trong khi đó, phụ thân của cô ngày qua ngày hết đến chùa Jetavana thì lại đến những nơi các thí chủ cúng dường mời gọi để động viên, chỉ bảo công việc cho họ một cách tận tâm tận lực, không hề biết mệt mỏi. Ông Phú Hộ Anathapindika tuy là bậc thánh nhập lưu, nhưng lại là người nỗ lực tinh tấn trong công việc giúp đỡ, làm điều lợi ích cho những người khác, hơn cả việc hướng tâm đến sự tinh tấn hành trì để chứng đạt các thánh quả bậc cao vậy. Do đó, chính Đức Phật cũng đã có lần thuyết giảng, nhìn nhận về hạnh nguyện của ông Phú Hộ như là một vị Bồ Tát chánh đẳng giác vậy.
Ông Phú Hộ mỗi lần đến chùa Jetavana đều có làm phước bố thí cúng dường, lại giữ gìn giới hạnh, nhưng lại không khi nào thực hành thiền tuệ Vipassana. Tuy vậy, đến giây phút cuối cuộc đời, trước khi lâm chung, trưởng lão Sariputta và trưởng lão Ananda đã đến thăm hỏi ông Phú Hộ. Sau đó, trưởng lão Sariputta đã thuyết giảng bài kinh Anatta Pindikovada, chỉ dạy phương pháp tu tập có thể chứng đạt đến A-ra-hán thánh quả. Khi được nghe bài kinh này xong, ông Phú Hộ đã khóc lớn vì có tâm hối hận phản tỉnh. Do bởi từ trước đến nay, ông chưa từng được nghe một bài pháp như vậy, cho nên để mất đi quả vị A-ra-hán cao thượng. Thực ra, nếu khi ông Phú Hộ còn khỏe mà có cơ hội nghe được những bài pháp thuộc loại như vậy, thì ông ta sẽ chứng đạt được các thánh đạo, thánh quả bậc cao, đúng theo như mong muốn của tiểu thư Sumana Devi. Nhưng giờ đây, thời gian đã quá muộn, cơ hội ấy đã trôi qua mất rồi. Cơ hội quả là ví như loài chim có đôi cánh thoạt đến, thoạt đi. Phải có sự để ý quan sát với chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác mới nắm bắt kịp vậy. Sức khỏe của tiểu thư Sumana Devi không tốt đã từ lâu lắm rồi. Mặc dù vậy, với tâm tinh tấn, chăm lo mọi công việc phục vụ, hộ độ cúng dường đến chư tăng, nên vấn đề ăn uống sức khỏe của mình không màng đến. Do đó, vì để quá lâu ngày, đến khi thân thể suy nhược không chịu nổi, nên đã bị đột quỵ trong khi đang làm phước cúng dường đến chư tăng. Phụ thân cô khi đang sắp xếp chỉ dẫn cách thức cúng dường tại nhà một thí chủ khác, hay tin con gái út bị đau nặng nên vội vã trở về. Khi đến bên giường bệnh của con gái út, ông hỏi thăm bệnh tình. Con gái, tình trạng sức khỏe con thế nào? Em hỏi gì vậy em trai? Tiểu thư Sumana Devi hỏi lại. Con gái, con đang nói nhảm hay sao vậy? Không phải đang nói nhảm đâu em trai. Con gái, có phải con đang sợ chết hay sao vậy? Không phải sợ chết đâu em trai. Tiểu thư Sumana Devi đã từ lâu tìm kiếm, chờ đợi cơ hội để khiến cho phụ thân của mình tiếp tục thực hành chứng đạt thánh đạo, thánh quả bậc cao, nhưng đã không có được cơ hội đó. Giờ phút cuối đời này mới có được cơ hội ấy. Và một khi có cơ hội, cô đã không để mất đi mà đã sử dụng nó bằng cách khiến cho phụ thân thức tỉnh vào lúc sắp lâm chung của mình. Sau khi nói những lời đối đáp với phụ thân như vậy xong, cũng là lúc cô ta qua đời, tái sinh vào tầng trời Tushita, tầng trời thứ tư trong sáu tầng trời thuộc cõi dục giới. Phú hộ Anatta Pindika tuy là bậc thánh nhập lưu, nhưng cũng đã rất đau buồn khi con gái út của mình mất, chết đi. Sau khi hỏa thiêu thi thể của con gái xong, ông Phú Hộ với sự khóc thương như vậy đã đến chùa diện kiến trình bạch lên Đức Phật về sự đau buồn mất mát ấy. Đức Phật đã thuyết giảng an ủi ông Phú Hộ rằng: Này đại thí chủ Phú Hộ, tại sao vì người con gái út mất đi mà lại để đau buồn đến như vậy? Không phải tất cả chúng sinh rồi sẽ đến một ngày chắc chắn đều phải chết hay sao? Kính bạch Đức Thế Tôn, con cũng biết rằng tất cả chúng sinh rồi sẽ đến một ngày chắc chắn đều phải chết. Mặc dù vậy, con gái út Sumana Devi của con hàng ngày chăm lo quán xuyến, hộ độ phục vụ chỗ ngồi, cúng dường cơm nước, Phật thực đến tăng chúng 2000 vị suốt đời như vậy. Nhưng đến lúc sắp lâm chung lại thất niệm, không tỉnh thức, nói nhảm rồi mất đi, nên con đã rất lo lắng đau buồn bạch ngài. Con gái ông đã nói nhảm những gì trước lúc mất vậy? Đức Phật hỏi. Kính bạch Đức Thế Tôn, con gái của con đã nói nhảm, gọi con là em trai, như vậy xong, rồi qua đời bạch ngài. Ông Phú Hộ trình bạch. Này đại thí chủ Phú Hộ, không phải con gái út của ông nói nhảm đâu, bởi theo như địa vị bậc thánh thì ông là bậc thánh nhập lưu.
trong khi người con gái út của ông, tiểu thư Sumana Devi, lại là bậc thánh bất lai. Cho nên con gái út của ông có địa vị bậc thánh nhân cao hơn địa vị bậc thánh nhân của ông. Vì vậy mới gọi ông là em trai. Bây giờ con gái út của ông, tiểu thư Sumana Devi, đã tái sinh về tầng trời Tusita rồi. Đức Phật đã thuyết giảng, giải thích cho ông Phú Hộ rõ như vậy. Khi nghe như vậy xong, trong tâm của ông Đại Thí Chủ Phú Hộ Anatha Pindika mới hết lo lắng đau buồn, phát sinh sự hoan hỷ, vui mừng. Sự thực hành giới định tuệ, quả thật có được điều lợi ích lớn lao quá. Tiếp theo, Đức Phật đã thuyết giảng bài kệ sau đến hội chúng nghe Pháp. Nghĩa bài kệ: người làm việc phước thiện, ngay đời này cũng luôn tươi vui hạnh phúc, kiếp sau cũng luôn được tươi vui hạnh phúc. Đời này và kiếp sau, cả hai cũng luôn được tươi vui hạnh phúc. Nguyên nhân là vì nghĩ rằng, trong đời này ta đã làm được nhiều phước thiện rồi, nên rất thỏa thích hạnh phúc. Trong kiếp sau cũng vậy. Do nhờ quả báo của thiện nghiệp đã làm trong đời hiện tại, nên khi có được cuộc đời mới nơi cõi thiện giới, lại càng thỏa thích hạnh phúc hơn. Trong thế gian này, đối với việc làm phước thiện gồm hai phương pháp: phương pháp làm theo bên ngoài Phật giáo và phương pháp làm theo bên trong Phật giáo. Phương pháp làm phước thiện theo bên ngoài Phật giáo, đó là chỉ vì mong muốn có được danh tiếng, hoặc chỉ vì mong muốn hưởng thụ sự an lạc quả báo trong thế gian. Theo như những phương pháp này, thì khi làm việc phước thiện luôn bị nhận thức, tri kiến ta, của ta, vật thuộc ta sở hữu. Luôn luôn cố gắng trong việc phát triển thiện phước lên hơn nữa. Nhưng thiện pháp ngày càng phát triển, thì sự đầy đủ về kiếp sống, đầy đủ về vật chất sở hữu càng phát triển lên thêm. Do vậy khó thoát khỏi sự tham đắm dính mắc. Cho nên nếu làm phước thiện theo phương pháp bên ngoài Phật giáo như thế này, thì khó tránh khỏi sự nguy hiểm rơi vào bốn cõi khổ. Bởi vì những thiện phước ta của ta như vậy không thể cứu vớt được mình khỏi bốn cõi khổ được. Do sự tái sinh vô định từ năng lực của nghiệp mà mình đã tạo vậy. Thí chủ bố thí cúng dường phước thiện Asadisa không ai sánh được như hoàng hậu Malika, nhưng đến giây phút lâm chung hướng tâm sai lệch cũng rơi vào địa ngục như thường. Hay như đại thí chủ hộ độ kỳ kết tập tam tạng lần thứ ba đại hoàng đế Asoka, đến giây phút lâm chung cũng do hướng tâm sai lệch, hối hận đến việc làm bất thiện trước đây nên cũng tái sinh vào loài súc sinh vậy. Bất kỳ phước thiện nào tạo thành từ nhân duyên căn bản Atta, ta và Attaniya của ta, thì đó là vì chỉ làm theo chánh kiến về nghiệp là của riêng mình, Kammasakata Samadhi, nên cũng đều thuộc loại gieo trồng hạt giống bốn cõi khổ mà thôi. Cho nên nếu làm phước thiện chỉ với cách thấy biết bấy nhiêu thôi, thì có thể đúng là ngay đời này được hoan hỷ hạnh phúc, đúng là được tươi vui thỏa thích. Tuy nhiên trong kiếp sau thì lại có thể có được hoan hỷ hạnh phúc mà cũng có thể không được. Có thể có được sự tươi vui thỏa thích mà cũng có thể không được. Những câu chuyện của hoàng hậu Malika hoặc của đại hoàng đế Asoka là minh chứng cho kiếp sau không hẳn có được sự hoan hỷ hạnh phúc vậy. Do đó trong việc làm phước thiện chỉ với chánh kiến nghiệp là của riêng mình, vì không thể trừ diệt được Atta, ta và Attaniya của ta, nên chánh kiến về nghiệp là của riêng ấy, nó không phải là loại chánh kiến đáng nương nhờ, đáng tin cậy. Vì vậy cho nên chỉ gọi đó là phương pháp làm phước thiện ngoài Phật giáo mà thôi. Phương pháp làm việc phước thiện trong Phật giáo, đó là phương pháp làm việc thiện phước để làm sao cho tất cả nghiệp càng ngày càng mỏng dần, vơi càng dần đi,
hoặc nếu một khi có được năng lực thì có thể làm cho nghiệp chấm dứt hẳn. Phương pháp làm việc phước thiện ấy phải được làm bởi chánh kiến thiền tuệ Vipassana Samadhi vậy. Mục đích đạt đến cao thượng nhất của người con Phật đó chính là Niết Bàn. Ngay khi nói đến Niết Bàn, nghĩa là nói đến thực hành để chấm dứt sinh tử vậy. Để chấm dứt sinh tử thì phải cắt đứt nghiệp, mà để cắt đứt được nghiệp thì lại phải tiêu trừ chấp thủ, nắm giữ. Để tiêu trừ được chấp thủ thì lại phải đoạn diệt vô minh và tham ái. Do đó, trong việc làm cho sự đoạn diệt tiến lên từng bậc như vậy, chính là sự trừ diệt tất cả những cái ta, cái của ta luôn muốn nắm giữ, sở hữu mọi điều. Và để trừ diệt được điều đó, theo như sự thấy biết trong Phật giáo, thì không thể không có chánh kiến thiền tuệ vậy. Đúng thật ra, chánh kiến thiền tuệ là pháp đặc biệt, cao thượng mới được thấy biết kể từ sau khi Đức Phật chứng đạt quả vị toàn giác dưới cội cây Bồ Đề. Trong khi chánh kiến có nghiệp là của riêng thì đã được thấy biết từ lâu dù Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện trên thế gian này. Vì thế cho nên những người làm việc phước thiện với chánh kiến nghiệp là của riêng quả đúng là có được sự tươi vui, có được sự hoan hỷ hạnh phúc. Tuy nhiên, trong kiếp tiếp theo sau có thể có được sự tươi vui, hoan hỷ hạnh phúc mà cũng có thể không có được những điều ấy, không có gì chắc chắn cả. Trong khi đó, những người làm việc phước thiện với chánh kiến thiền tuệ thì không những chỉ trong đời này được tươi vui, hoan hỷ hạnh phúc mà còn kiếp tiếp theo sau cũng chắc chắn được sự tươi vui, hoan hỷ hạnh phúc vậy. Trong kiếp sau sẽ có được sự hoan hỷ, an lạc hạnh phúc không thể nghĩ bàn được. Do đó, để chỉ dạy rõ, không nên chỉ với chánh kiến có nghiệp là của riêng, rồi hài lòng nơi việc làm phước thiện trong kiếp sau không chắc chắn có được sự hoan hỷ, an lạc. Mà nên với chánh kiến thiền tuệ, rồi làm những phước thiện, trong kiếp sau chắc chắn có được sự hoan hỷ, an lạc. Cho nên Đức Phật đã thuyết giảng bài kệ này vậy. Theo như bài pháp được thuyết giảng này, chúng ta hiểu biết rõ rằng chánh kiến, nghiệp là của riêng, không thể đoạn diệt được Atta, ta, linh hồn và Attaniya, của ta, mà chỉ do chính từ chánh kiến thiền tuệ mới có năng lực làm cho Atta, ta, linh hồn và Attaniya của ta vơi cạn dần, rồi cuối cùng đạt đến quả vị siêu thế gian, đoạn diệt được tận gốc rễ của chúng. Điều chính yếu muốn nói ở đây là theo giáo pháp của Đức Phật, chỉ khi đoạn diệt được Atta, ta thì mới chứng đạt được Niết Bàn vậy. Trích từ Dhammapada, những pháp dẫn đến Niết Bàn. Sư Hộ Giới Rakhitasila Bhikkhu, dịch Việt theo Dhammapada, nguyên tác tiếng Myanmar của tác giả Yu Shui Ong.